Rồi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel mình. Mình là Tí Tiền Tỷ và hôm nay mình lại tiếp tục với series ARK cùng với mod Monster Kaiju. Và ở tập trước đó các bạn, thì mình có một tập đi phiêu lưu khám phá đó. Thì mình tìm thấy được một nơi xây dựng căn cứ rất là lý tưởng ha. Và để chuẩn bị nguyên liệu xây dựng căn cứ á, trong tập ngày hôm nay thì mình sẽ quay trở lại với sa mạc thêm một lần nữa. Để mình đi tìm bên sa mạc á, thì chắc là sẽ có mấy con Đô Y với Ankylo á. Hai con đó là sẽ là hai con siêu farm của mình á. Để mình farm thêm đá, rồi chuyển cái mấy con đệ của mình á đến với lại chỗ căn cứ mới luôn. Con này của mình thì lên 5 cấp nữa ha. Cho em nó lên thêm chút sức mạnh ở đây. Tốc độ thì thấy cũng tạm tạm ổn rồi ha. Bên đây thì lần trước mình đi khám phá đó mình thấy mấy con đôi nhiều lắm. Còn Ankylo thì nó hơi hiếm chút xíu thôi. Nhưng mà chắc là bên đây cũng sẽ có thôi. Bên đây thì mình sẽ bắt đầu nghiến nghiến dần dần ha. Sói. Trên này mình thấy có đôi nè các bạn. 60 nha. 120, 160. Bên đây thì có thêm 220, hai con 220 luôn. Đây thì cũng 220 luôn ha. Còn phía bên đây thì đây 580 để bạn. Được được được. Con này được ha. Con này thì chắc là bờ tay của mình sắn một cái, sắn vài phát thôi chắc là lụm rồi. Mình sẽ dụ nó xuống phía bên dưới luôn ha. Trên kia mình thấy có con monster á, nó nguy hiểm quá. Con monster phía bên trên chắc là nó sẽ không thấy mình đâu. Rồi, bây giờ thì chỉ cần cắn thường ha. Với mấy con thường thường này thì chỉ cần bờ te thôi là được. Đó, không cần tới Allosaurus đâu. Và con này thì cần có berry ha. Dạ. À, đồng bọn ha. Con 220. Em nó muốn cống hiến thì mình cũng sẽ cho em nó đi luôn. Con này chắc mình sẽ xử thịt luôn á. Baronto thì mình cũng chưa có chucker vô nữa. Sẵn đây thì mình cũng sẽ chucker cho một cái đó. Lấy theo berry tím theo. Con này là 580 luôn á. Đó. Ăn vô cưng ơi, ăn vô cưng ơi. Đó, được thêm chút xíu tốc độ đi. Em kia thì ăn vô. Và mình cũng sẽ không quên đánh dấu là một cái. Được bao nhiêu rồi? 9% ăn. Khá là lâu luôn á. Thôi thì sẽ đi vòng vòng bên đây để mình tìm thêm con Ankylo nữa thôi. Ankylo với là Terry nữa ha. Trên này có một con rồng nữa ha. Ui, 560. 300.000 máu hả? Ai da, hơi bị căng luôn nha. Con này hơi bị xịn luôn nè. Con này nhìn coi cánh bự bự chắc là bay được. Nhớ xe đi ra trước của mình chơi là nó phải bay được á. Ui, bắt được con đó chắc là có một cái cỗ máy phòng chiến luôn á chứ. Đây, mình sẽ bay cao cao phía bên trên nha. Sau đó mình sẽ thả mấy con đệ của mình xuống. Thả con nha. Con ăn xuống đi. Sau đó thả thêm một con nữa. Mình phải thả hai con xuống luôn ăn. Đó, một cặp nè. Cho nó xuống phía bên dưới. Sau đó thì hút sáo cho nó tấn công nha. Xem coi nó có hiện turbo không. Đánh cho nó yếu yếu đi, nó hiện turbo rồi cái bắt đầu mình sẽ... Ui trời trời, 6.000 đam ghê á. Mình sẽ cưỡi bớt một con để mình chiến đấu. Hay kéo con... một con vô phía bên trong này đi. Bây giờ thì mình sẽ sử dụng con này để ào vô ha. Combo cùng với con kia đánh luôn. Chứ mình ra lệnh cho nó đù lắm. Đây, phun lửa cho một cái nè. Được, chắc được á. Ui, con này thuộc dạng lì á. Đánh nó không có hiện ra ống turbo. Ui, nó trốn mình nè. Ây da, mười mấy ngàn đam gì ghê vậy. Ui, nó có dịp trốn, sau đó nó dập vô hay nó bay ra, nó dập vô cái. Phun lửa thêm một phát nữa. Ui, chạy mất tiêu luôn á. Con này của mình thì hơi đù. Con kia có vẻ nhanh nhạn á. Đốt cháy nè, chảy máu vừa đốt cháy luôn đó. Đây thì xây cái đuôi một phát. Ủa, nó hút một cái kìa. Mình cũng sẽ hút luôn. Chỉ hút chưa cooldown à. Mình sẽ chón cái đi, chưa cho cooldown luôn. Chỉ có chi phun lửa thôi. Vậy là mình sẽ combo ăn. Ây da. Để ý con đệ của mình coi nó ổn không cái. Trời ơi, nó cũng có chiêu chón. Cộng với hiệu ứng cắn của nó làm chảy máu mục tiêu quá. Đó, nó chón rồi, nó chón rồi. Hút một cái nè. Con kia chón thì con này mình sẽ sử dụng hút vâng. Đó, 12.000 đam cho một hit. Được 3 hit. Rồi đến lượt mình chón á. Rồi nó chón mình nè. Ây da. Ui da. Ui, không được đâu, chạy vậy, chạy vậy. Còn vạch máu à. Oh no, 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 về kịp không, về kịp không. Đây rồi. Hên quá, mình về kịp, còn chút xíu máu thôi. Ui, nó có chiêu đập gì ra, mình thấy nứt đất luôn các bạn. Và nó quất cho một cái con đệ của mình nè. 350.000 máu. Còn cái con kia thì
Con này thì còn máu nhiều hơn á. Vậy đâu sẽ chờ để mấy con này hồi máu lại rồi. Bờ te của mình thì mình sẽ kéo bờ te quay trở lại á. Bây giờ mình quay trở lại chỗ cũ là coi như đã đánh mình sấp mặt. Cũng không được cho nên mình sẽ đi bộ á. Bây giờ phải chờ đợi cho mấy con đó của mình á, nó ăn nó hồi máu lại, sau đó mới quay trở lại để chiến tiếp được. Tính ra bên sa mạc lại hiếm á, hiếm mấy con ankylo á. Đôi quá trời quá đất. Con này của mình thì được 42% rồi. Đôi đi quá chừng nè. Vào lên trên này để xem em nó coi. Trời ơi, mới nửa cây nha. Vậy mà hai con đệ của mình dập nó dập lại một cái. Xem như nó tắt thở luôn. Ankylo. À Aloy hả? Aloy này không bằng con Aloy nhà mình nha. Pero này là cái yên công thức chế tạo. Kệ cứ lượm đi. Đó cứ lượm nè. Tính ra 300 mấy giáp luôn á. 346 giáp luôn. À con này lần trước mình đi khám phá mình thấy nè. Ui 320 mà 217.000 máu. Hay là mình bắt con này trước đi ăn, sau đó luyện con này cho mạnh mạnh lên á, cái mình quay trở lại mình chơi con kia. Bây giờ con mấy con đệ nhà mình sợ nó không chưa kịp hồi máu á. Anh mình về căn cứ thử một cái ăn. Anh Kilo thì chưa có nhưng mà có con này rồi. 300 mấy cũng tạm tạm. Bắt con cùi cùi trước đi, sau đó nâng cấp sức mạnh lên dần dần ăn. Đây thì con này, ôi lên máu nhanh vậy. Bên đây thì sao? Ôi bên đây cũng được khúc luôn nè. Đánh cái gì mà mình được element sáp nè. À như con gấu ăn. Con gấu ngày hôm qua mình đánh á, cái nó cho mình element sáp. Về được, quay trở lại chiến tiếp được á. Ở phía bên trên này mình sẽ kéo con An qua trước ăn. Con cái qua trước đi. Sau đó kéo luôn còn được cặp đôi nè. Ở tập trước tính like nhưng mà kết quả là like không được. Vô tấn công, vô tấn công. Trời ơi coi nè. Chưa vô hết nó phun cái lửa rồi, làm mất cái chi phun lửa luôn không. Hay là mình xuống mình chơi luôn chứ. Đuổi nó mình chơi luôn không. Nhìn nó đù lắm. Mình sẽ kéo con cái đi. Cầm con cái đi. Ồ nó chón mình ha. Vậy là con kia nó cũng có chiêu chón luôn á. Ui nó cắn cái đuôi nữa hả. Núp núp một cái. Wow 15.000 đam. Gì ghê vậy. Cho cho cho. Mình cũng sẽ chón lại một cái nè. Rồi combo vô là chiêu hút luôn. Trời ơi đẩy đi chi không biết nữa. Thì con kia nó bóp thiệt luôn á. Nó đẩy đi thì mình phun lửa. Wow nó có như phun cục lửa à. Rồi lắc luôn rồi. Ui con này mình phun một phát 1.000 mấy đam. Cắn thường thử một cái thôi. Ui cắn thường vô đam nha. Dạ 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 dạ. Ui, wow, nó sử dụng cái đuôi nó chém mình hay gì á. Rồi hút nè. Rồi luôn, mới vừa sử dụng chiêu hút nó chón mình cái mất chiêu luôn à. Con này nó counter mình rồi. Thôi thì phun lửa đi ăn. Chiêu phun lửa thì được cái, phun lửa lửa vô đam lắm nè. Phun đau cũng nhanh nữa ăn. À, nó cắn cái đuôi của nó sao nó bung ra. Bung ra để gây đam. Cái đuôi của nó mình nhìn thấy nó sắc bén lắm. Giống như kiểu lưỡi dao rồi đó. Ây da, da, da nữa, dính cái chiêu đó nữa rồi. Con này thuộc dạng cũng lì lắm, chưa hiện ống turbo anh nè. Có mấy con dễ dễ ăn, vô đánh vài cái thôi là nó hiện turbo à. Có con thì phải kéo máu xuống. Con chắc phải 25% rồi. Con này mình sẽ cất vô một cái. Còn con kia thì mình cũng sẽ mình cũng cất vô. Sau đó mình sẽ lấy con Aloy ở phía bên đây một cái. Hình như xuống 40.000 máu các bạn nó hiện ra nè. Vô mình cắn cho một cái. Bây giờ máu nó ít quá, có khi nào mình cắn nó chết luôn không nè. Tiếp cho một cái đi. Nè nè cái chiêu không. Không đau lắm. Đó cái chiêu này đau hả, chiêu này đau nè. Cái chiêu cắn cái đuôi không. Sau đó thì xoay vòng vòng tạo ra lửa. Ui mình phải cắn nó liên tục quá chứ không nó. Ui nó chịu quẩy đuôi nữa ha. Nó liên tục tuột turbo xuống không. Đường khúc, đường khúc rồi đó. Đánh theo kiểu câu rỉa không. Chạy vô mình cắn cái mình chạy ra. Con Aloy này của mình cái là nó không có được cơ động giống như cái con thủy á. Chắc phải lấy thủy đột luôn quá. Đây, nhanh cái tay ăn. Có khoảng hở là mình sẽ có con này vô phát. Sau đó chạy xa xa mình lấy thủy đột ra liền. Thử xem có thủy đột đánh được không nha. Thủy đột này thì được cái cơ động nhảy 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 đồ cái kiểu dễ né chiêu nè. Đó chạy liền.
Dạ, cháy hả? Ờ, cái chiêu sử dụng cái thanh kiếm ở sau lưng đó, cái đuôi nó đó, là sẽ làm cho mình bị cháy. Chiêu này thì mình sẽ nhảy ra phía bên ngoài liền. Rồi mất chiêu thì mình nhảy vô đấm liền. Đó. Nè 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 nè. Né chiêu lửa nữa ăn. Vậy là con này cũng thuộc dạng là quái lửa luôn nè. Nhưng mà xịn hơn con đệ của mình nữa ăn. Nhìn bộ chiêu của nó cũng dữ dằn lắm. Nó cũng có chiêu chón đồ. Ồ hình quá chúng cục đá. Có chiêu phun quả cầu lửa ăn. Ui, ui chạy 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 chạy. Quẩy đuôi quẩy đuôi. Biết ngay mà. Rồi vô liền. Vừa mất chiêu là mình vô liền ăn. Dồn tới tấp tới tấp. À nó vô cái phơm rồi, vô cái phơm rồi. Cứ đánh bên hông nữa ăn. Kinh nghiệm đánh với mấy con monster nè, cứ canh bên hông nó mình giả tới thôi là được. Bây giờ chỉ sợ là nó không đủ máu thôi. Chiều cắn đuôi thì chắc là chiều mạnh nhất của nó rồi. Nhìn nó xây lửa không à. Thôi, vô mình đấm cho thêm vài cái nữa. Lại tiếp tục tăng máu lên. Lên khoảng tầm mười mấy ngàn máu đó, cái bắt đầu mình sẽ dồn tiếp ăn. Về là mình sẽ lời được cái phần turbo. Đó, xuống tầm 10.000 máu bắt đầu mình sẽ cho nó hồi máu trở lại. Rồi, rồi, mất chiêu đấm liền. Ui, chết dưới này rồi. Ây da. Ui da, 15.000 đam ăn. Cộng với lại hiệu ứng trái nữa. Trời ơi. Được, được, được. Hết and run như vậy thì mình có thể chơi được nè. 300.000 turbo. Ây da. Rồi, bắt đầu vô, đập tiếp. Rồi 8.000 máu, 8.000 máu, lui lui nhẹ một cái. Núp núp liền ăn. Ủa. Rồi mất chiêu nhảy vô, đấm vô họng nó liền. Rồi giọt, 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 giọt. Rồi, lại mất chiêu. Giết. Làm em nó. Không được, 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 dòm chưa được, chưa được. Chưa đủ máu ăn. Đó, lại chón rồi đó. Yeah. Nó chón nó chơi cục lửa coi như là hết né. Lên mười mấy ngàn máu rồi. Bây giờ thì quay trở lại để mình dồn luôn à. Dồn luôn được. Giờ thì chắc là đủ máu ăn. 8.000, 7.000. À đây thôi, xỉu 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 xỉu. Wow. Thịt đùi, thịt đùi, thịt đùi thôi là xong. Thịt đùi thì con này có luôn. 6 cục, 5 cục gì á. Rồi cho uống này vô luôn ăn, để cầm lại phần turbo của em nó. Yeah. Siêu phẩm mới đây rồi. Con này nhìn gai góc tùm lum la phía bên trên nè. Nó xỉu, nó không có nằm mà nó quỵ xuống thôi. Con này mình phải liên tục uống vô một cái. Đại ca này thì trời ơi. Cho về hồi máu ra, rồi cất vô luôn cũng được. Con biết phút này mình để ý đó các bạn, là nếu mình cất vô á, sẽ mình lấy ra nó đầy máu trở lại nè. Con này ảo ma lắm nha. Còn mấy con kia thì đó nha. Con này mình cất vô một cái á. Sau đó mình lấy ra trở lại thì nó cũng vậy à. Nó không có đầy máu lại. Có mấy con hệ độc á là nó ảo đam, ảo máu lắm. Thôi bờ te thôi. Con này để đây thì mình cũng sẽ không quên đánh dấu em nó lại á. Con này thuộc dạng là monster cho nên giảm turbo xuống nhanh lắm. Mình phải uống thêm một cái cho chắc chắn á. Sau đó mình lại tiếp tục đi lòng vòng ở đây á. Xem coi phía bên đây có Ankylo nào không không? Không có thì mình lại phải đến với lại vùng đất mới nữa. Ở con đôi bên kia thì cũng xong nè. Trông hơi cùi á. À đây đây, Ankylo này phải không? Ờ, 120 nè, được. Ui, 400 luôn kìa. Trời hiếm hoi, có hai con đây. Được chứ. Cái bên là mấy con Tony. Có con Ankylo dưới này, được nè. Phía bên kia thì được 14% mà. Mình sẽ quay trở lại mình cho nó uống thêm vài cái nữa các bạn. Rồi để mình lấy lộn con bờ te ha. Mình phải lấy con bờ te độc ra để mình cho nó đánh luôn. Con thì uống thêm một cái nữa đi. Còn Ankylo đó thì chắc là mấy chục ngàn tuber thôi. Mình sắn mình cắn vài cái thôi là lụm. Ui có 10.000 à. Cắn một phát. Sắn thêm một phát nữa. Ui da, Honey hả? Honey mình sẽ xử với Honey trước ăn. Để cho nó an toàn hơn. Đó, không bị tuột lên bờ của cái em đệ của mình. Chạy luôn mà.
Thêm một cái nữa nè cưng. Xong. Bên đây toàn là đôi Angelo, có hai con thôi. Thì giờ luôn. Rồi, à, lát nữa em nó sẽ trở thành đệ tử của mình. Bây giờ quay trở lại. Ừ, turbo nó vẫn còn nguyên nha. Uống điều tai thôi là em nó còn nguyên. Và mình cũng sẽ đánh dấu là luôn cái con Angelo một cái. Cộng 200 level nha. Con này có hàm răng nhìn lực lắm nè. Mắt của nó màu xanh xanh nè, có hai cái sừng. Lưng nó thì có gai lĩa chĩa, cái đuôi nó, ờ đúng rồi. Hồi nãy mình thấy nó sử dụng cái đuôi nó để chém mình á. À, đuôi của nó nè, đúng rồi, sắc bén lắm. Giống như kiểu cây đao rồi đó. Nó lấy nó chém sực 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 sực. Vậy là có chiêu chém bằng cái đuôi nè. Chiêu phun lửa với là chiêu cắn đuôi rồi sau đó bung ra một cái. Xoay vòng vòng cũng tạo ra lửa luôn nữa. Đây mình lại tiếp tục. Mình chơi một hồi đó các bạn thì em nó cũng lên được 84% rồi. Chắc là tầm một cục đó thôi là xong á. Con này thì 8 thịt đùi cho nên là 99% hả. Trời ơi vẫn chưa xong. Turbo nó bắt đầu tuột xuống nữa rồi. Tiếp tục uống cho em nó thôi. Ankylo bên kia thì được 42% á. Đôi xong lâu rồi. Còn con này thôi 99,1%. Trời ơi một cục nữa thôi mà. Đây rồi cuối cùng thì cũng đã xong. Đứng im một cái. Con này mình sẽ lấy thịt lại đi ăn. Ờ à, lên cưỡi liền được nè. Thử chiêu một cái. Bỏ đi phần đánh dấu cho đỡ dướng dướng nha. Đây em nó đây nè. Con này nó phá map ghê vậy. Nó đi ủi mấy cục đá là bể hết à. Chuột phải thôi. À chuột phải là bắn qua cầu lửa. Còn ít thôi. À chiêu ít là chiêu cắn đuôi sao nó bung ra nè. Đó. Hoài. Chiêu này nãy mình thấy là chiêu mạnh nhất của nó nè. Đánh đam cao lắm. Còn chiêu C thôi. À chiêu C là à cũng xây đuôi luôn. Xây đuôi ra lửa. Đập ra phía đằng sau trước. Đập răng cái nè. Sau đó xây một phát. Nhìn lực á. Còn chiêu R thôi. Đây này chiêu Q. À chiêu Q này là à sử dụng cái đuôi để chém. Chém tới phía đằng trước. Và như chém sực á. Chiêu Q này mình có thể sử dụng liên tục được luôn á. Ở đây không có con gì để mình thử sức mạnh hết vậy. Phải về căn cứ một cái á. Ui đi vô mấy cái cây gãy hết. Mình sẽ cắn thử cái cây coi. À không có farm được ha. Con này thuộc dạng là để chiến đấu rồi. Chứ không phải để farm. Không cho mình farm gì hết à. Còn chiêu R nè. Chiêu R thì ủa. Chiêu R này thì cũng ờ à, nhưng mà khác nha. Chiêu R này họ cắn nhưng mà không có xây xây. Còn chiêu này là cắn là xây luôn nè. Cắn sau đó nó bung ra nó xây vòng ha. Đó. Còn chiêu R này thì nhìn nó cắn như cùi lắm. Đây, cắn vô một cái thì nó bung ra thôi à. Ờ à, giống như nó mài á. Nó mài cái cây đao của nó vậy á. Còn chiêu O. À chiêu O như hú lên nè. Hú lên như làm chón á. Làm chón thì LT không có á. Vậy là nó chiêu chón bên chiêu O. Ồ. Nếu mà chém trúng mục tiêu là cái màn hình của mình sẽ bị rung lắc luôn á. Còn chiêu xây đuôi thử một cái á. Tìm chỗ đông đông như vậy nè. Mình bắt đầu cắn cái đuôi một cái. Với chiêu ít á. Chiêu này là xây vòng. Wow. 22.000 đam một hit ha. Chưa có nâng sức mạnh gì luôn á. Còn chiêu C á. Đập ở phía đằng sau sau đó xây ở phía đằng trước á. Về chiêu này chắc là ở phía đằng sau sẽ trúng đam nhiều hơn á. Thử lại nè. Đập một cái nè. À mấy con gần nha. Còn có chiêu chuột phải á. Bắn qua cầu lửa nè. Hoài. Bắn ra cũng AOE ăn. Quá cầu lửa mình có thể sử dụng liên tục được không? À không được. Nó có thời gian cooldown. Còn chiêu này là chém về phía đằng trước là chiêu Q. Còn chiêu chiêu R thử cái anh. Chiêu R thì cũng cắn đuôi nè. Ờ nhưng mà chỉ mài cái đuôi thôi. Còn chiêu O thì để làm chón nè. À chón ở phía đằng sau luôn á. Chón sau đó thì mình sẽ sử dụng cái chiêu này nè. Hơi lâu quá. Nhưng mà chiêu nó chón nhanh tỉnh quá. Trời ơi. Chiêu ít này không có spam liên tục được. Spam liên tục là chắc ghê gớm lắm. Rồi con này thì lên. Ui hai mấy điểm hả. Lên chút tốc độ sau đó thì lên sức mạnh. Đó 30.000 đam cho con rùa ăn. Sực à. 800. Dứt
Ôi con chim kia vậy mà không trúng á. Quất một phát em nó đi luôn. Và con này thì lên thêm sức mạnh liền. Con này chắc phải luyện thêm nhiều nhiều xíu ăn. Sau đó mình sẽ quay trở lại con rồng 500 mấy hồi nãy đó các bạn. Sử dụng con này kết hợp với lại hai con đề hay lửa của mình nữa. Đánh bộ ba combo vô liên tục chón nó lại á. Con này một cái nè. Đó cho em nó hồi phục máu là dần dần ăn. Và hai con kia thì cũng đã xong rồi. Dẫn hai con kia về căn cứ sau đó thì bắt đầu chuyển đến chỗ xây dựng căn cứ mới ăn. Ankylo thì mình cũng sẽ chắc cơ cho luôn á. Để đem nó đi theo. Đây. Có mấy con kiến hả? Ankylo lần trước mình có lượm được cái yên cưỡi xịn lắm. Mình cất ở nhà rồi. Còn phía bên đây thì đưa em nó về luôn á. Quay trở lại mình thấy có thêm một con Terrobot ăn. Rồi 240 à. Sắn cho một cái. Tốn mình làm luôn ít chi tin lâm le ở đây. Đây, con này thì mình chưa có yên cưỡi nè. Chắc là phải về chế tạo cho em nó một cái yên cưỡi. Rồi cất cho luôn. Mình cũng sẽ về với lại căn cứ luôn ăn. Hẹn gặp lại con rồng sau khi mà mình mạnh lên ăn. Quay trở lại phục thù nó và đặc biệt là phải bắt luôn nó đem về trở thành đệ tử của mình á. Mọi thứ đây cũng đã ổn. Lần trước mình nhớ mình chế tạo mấy cái foundation để mình luyện cấp á. Mình có một mớ đây nè, quá chừng quá đất luôn. 39 cái cửa. Còn phía bên đây như có thêm đây nữa nè. Ôi, bắt đầu mình đang có cái bàn dịch chuyển á. Mình sẽ bay qua chỗ xây dựng căn cứ mới của mình á. Mình đặt bàn dịch chuyển sau đó kéo hết mấy quần đệ của mình qua luôn các bạn. Mình tính xây dựng căn cứ ở đây nhưng mà lại gần đây thì mình thấy nó có điều bất ổn là nếu mà mình ở đây á là sẽ nghe liên tục nghe cái tiếng xè xè của cái thác nước á, nó chảy xuống phía bên dưới á. Họ liên tục nghe cái âm thanh xè xè mà còn lâu lâu có xẹp 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 cái gì á. Hết nghe rồi. Giờ chỉ còn tiếng suối thôi. Cái tiếng xè xè á. Bên này thì đẹp lắm luôn á. Xây dựng cái nhà bắc ngang qua bên chỗ này. Nhưng mà ở đây thì nó cứ xè xè hoài á, cũng hơi ồn. Dưới này thì mình thấy có cái cây cầu tự nhiên bằng cái cây nè. Hay là xây dựng dưới này á. Còn phía bên đây thì có thêm một cái cây nhã nữa. Có dây leo rồi nữa hả? Quê dưới này cũng đẹp nè. Bên đây thì mình thấy nó an toàn lắm. Có Harry luôn hả? Ờ là một con trăm mà. Đây chỉ có con rùa. Chắc là sẽ làm ở phía bên đây tạm một chỗ ha. Chỗ sống tạm ở phía bên đây nè. Ta đã xây dựng căn cứ gần chỗ cái cây này luôn. Giống như một cây cầu tự nhiên á. Bắt ngang qua cái suối. Và cái suối này thì nước trong veo luôn á. Đây nước trong đã lắm. Để mấy con đệ của mình đó bạn. Hai bên cái con suối này ăn. Còn trên này mình sẽ xây dựng căn cứ. Được. Mình sẽ thành lập tạm một cái chỗ đây đi. Đặt sát sát chỗ cục đá này luôn. Ờ có mấy cây nấm hả. Mình tưởng đâu element hay gì á chứ. Cho nó dựa lưng vô trong cái cục đá này luôn ấy. Sau đó mình sẽ đặt cái bàn tele. Tele chắc mình cũng không để trên này đâu. Để phía dưới này luôn cũng được. Sau đó mình sẽ đặt ở trên này là nhà 2 đi. Bên kia là nhà 1, bên đây là nhà 2 ha. Rồi bây giờ mình sẽ quay trở lại chỗ nhà cũ của mình. Bắt đầu chuyển hết tụi nó qua phía bên đây. Dọn dẹp lại. Sắp xếp tụi nó cho nó ngay ngắn lại ha. Tụi nó bây giờ tùm lum tùm la bên đây nè. Đứng ở đây mình sẽ bấm dịch chuyển qua trở lại chỗ cũ. Thì tụi nó sẽ được đi hết. Ui, một phát ba con luôn mà. Mô chết rồi thì mình cũng sẽ vô đây luôn. Ta đó bấm dịch chuyển nhà 2 một phát. Nguyên một đám luôn á chứ, được gà đi luôn nè. Còn con này thì vô luôn nữa thôi xong. À phải. Mình sẽ cho con Baranto ăn. Baranto lại gần gần chỗ cái bàn ở phía bên đây nè. Mình thu gom đồ cái mình để lên người em nó để cho em nó tải hàng giúp cho mình. Đây thì lấy ra luôn. Ui, tính ra mình cầm đồ trên người mình đi được. Không nặng lắm đâu. Bên đây thì cũng lấy luôn. Bàn này thì coi như là bích up không được nè. Mấy cái này thì bích up không được. Còn cái campfire này của mình thì có thêm thịt. Mình lấy hết đó đi. Mấy cái túi ngủ à. Túi ngủ cho để lại đây đi. Mình sẽ chế tạo cái mới à. Rồi bây giờ thì cưỡi con này để quay trở lại chỗ cũ thôi. Trời ơi. Đây là nghiên cứu ấy. Mình sẽ sử dụng Baranto của mình bạn. Ở đây để mình dọn dẹp bớt ha. Đó chỗ trú ẩn mới phía bên đây. Sau đó mình sẽ bỏ đồ vô trong này hết đi.
Mình đang cần có thêm đá để mình chế tạo cái furnace á. Cái furnace thì bây giờ mình thiếu thiếu đá thì mình sẽ lấy đôi ra. Đôi e là một cái ra. Đôi e với lại ankylo. Ankylo thì mình có yên cưỡi, đôi thì mình chưa có. Ankylo lần trước mình lượm trong cục hính mình có được cái yên cưỡi đây, 161 giáp luôn nè. Có để dành farm metal ha. Còn đôi là mình phải chế tạo yên cưỡi cho em nó một phát. Đôi thì phải chế tạo ở trong này thôi. Đây, giết một cái luôn. Đó. Em nó sẽ tự động đập cho mình và có thêm đá. Mình sẽ để cho nó chế độ wandering đi. Ở đây mình thấy nó cũng an toàn á. Cho nó đi vòng vòng ha. Nó tìm được mấy cục đá là sẽ tự farm cho mình. Còn bây giờ thì mình sẽ tự chế tạo luôn cái lò nung 4 cái luôn. Đây một cái, đây một cái. Xác xác với này một cái luôn. Bây giờ mình sẽ đi lên phía bên trên nè. Chỗ này mình xem gần gần chỗ căn cứ của mình á. Có một cái thác nước ở phía bên đây nè. Nếu mà mình chui trong này là sẽ có chỗ để mình farm. Rồi nhớ chỗ nào có thác nước mà có thể vô farm được á. Hình như là cái thác ở phía bên dưới này nữa. Xuống thì một tầng nữa. Đây nè, đúng rồi, chỗ này, chỗ này. Đó, mình có thể bay vô trong cái thác nước được. Và trong này thì rất là nhiều luôn á. Ăn kỳ một cái ăn. Đó, ui tự farm luôn mà. Cộng thêm sức mạnh cho em nó một phát. Mình có thể ra lệnh cho nó đi là gần gần mấy cục này nè. Đúng rồi, chạy ra đây cưng. Mình cưỡi lô farm cho nhanh nha. Một phát 300 mấy. Cục này mới nhiều nè. Cục này là cục nguyên chất nè. Một phát 300 mấy. Nguyên cục server được bao nhiêu á? 1.000 mấy cái luôn á. Nhớ những tập đầu mình sử dụng cây cuốc của mình mới mình đào á là được có 800 thôi. Còn Angelo nè, một cái là 400 ăn, hai cái coi như là 800 rồi, thêm một cái đó là 1.000 mấy. Và em nói còn lên level thêm nữa. Đây bên đây hai cục mây tờ nguyên chất luôn nữa nè. Dọn dẹp một hồi đó các bạn, sạch sẽ luôn rồi. Các em nói vô một cái anh bay ra phía bên ngoài thôi. Đó, lượng ra lượng vô được ha. Ngoài này còn có mây tàu nữa nè. Gần gần chỗ căn cứ của mình cũng lý tưởng lắm. Có sẵn mây tàu hết luôn á. Còn đây thì rất là an toàn, bình yên á. Hạ cánh xuống cái để bắt đầu mình sẽ bỏ mây tàu vô. 4 cái cho nên là nó chẳng số á. Mình có thể dễ dàng mình chia ra được. Chia ra làm 4 cái bắt đầu bỏ vô không. Ăn kilo thì mình sẽ sắp xếp cho nó ở phía bên dưới luôn. Đôi mình cứ để cho nó wandering nha. Vậy là mình chỉ còn thiếu con Henry nữa các bạn. Tìm con Henry level cao cao nữa thôi á. Là mình có thể farm thêm gỗ, là mình có thể chế tạo được rất là nhiều mấy cái foundation nữa. Để nghiên cứu xây dựng căn cứ. Đúng chỗ bình yên luôn á. Vậy là trong tập ngày hôm nay các bạn, đi farm, đi bắt mấy con farm á, thì mình cũng bắt được thêm một con monster mới ăn. Con này thì phải luyện cấp thêm để quay trở lại phục thù con rồng hồi nãy ăn. Rồng ấy mạnh quá. Xém chút nữa mình tưởng là mấy con đệ của mình đi luôn rồi chứ. Hên là mình dịch chuyển về kịp á. Và video của mình trong tập ngày hôm nay thì bây giờ cũng dài rồi các bạn. Cho nên là mình cũng sẽ tạm dừng tại đây thôi. Nếu các bạn cảm thấy hết video của mình cũng như xem đi sinh tồn trong phần chơi ARK thì cho mình xin một like với video cũng như một đăng ký kênh để mình có động lực làm tiếp những video tiếp hay các bạn cùng xem nha. Còn bây giờ thì bye bye.